yêu thương chân thật, vô tư vô điều kiện bố thí cúng dường. Chỉ cần bạn làm cho được ba điều này, giáo học đa nguyên văn hóa quyết định không có chướng ngại. Giáo học đa nguyên văn hóa chính là hoằng pháp lợi sanh. Hiệu quả là an định xã hội, thế giới hòa bình, người người đều có thể kính yêu lẫn nhau, hòa thuận cùng ở với nhau, hợp tác lẫn nhau mới có thể trải qua được đời sống hạnh phúc, mỹ mãn chân thật. Đây là Phật Pháp. Phật Pháp không phải là không đàm, không phải là đàm huyền thuyết diệu. Phật Pháp là dạy người trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Các vị tỉ mỉ mà xem qua kinh điển, nhất là hiện tại chúng ta đang giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi giảng giải với mọi người, mỗi câu mỗi chữ đều thực tiễn ngay trong đời sống. Vậy chúng ta làm thế nào trải qua ngày tháng, làm thế nào làm việc, làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật? Đây là học vấn chân thật. Hiện tại chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực học tập mới lấy được tư cách bước vào cõi nước Phật để tu học. Thế giới cực lạc là Đại học Phật giáo. Cửa lớn thường mở. Chỉ cần chúng ta chân thật muốn đi. Muốn đi, cái thế gian này, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần tham sân si mạng, phải buông xả triệt để. Tôi mỗi ngày ở nơi đây dạy người, nhất định phải đem chính mình đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vạn vật bỏ đi ý niệm khống chế. Cái ý niệm này là tất cả câu sanh phiền não của chúng sanh sáu cõi. Việc này không phải học được. Bạn thấy trẻ nhỏ, mới 2-3 tháng tuổi, chúng biết cầm lấy bình sữa, chúng muốn khống chế nó, chúng không buông bỏ nó. Việc này bạn có thể quan sát thấy. Đây là gì vậy? Tư tâm, tự tư tự lợi. Nhà Phật gọi là câu sanh phiền não, là tập khí mang đến từ quá khứ. Cái tập khí này không tốt. Chúng ta giác ngộ rồi, tường tận rồi, triệt để buông bỏ. Sau khi buông bỏ, tâm của bạn thanh lương tự tại, bạn không còn sanh phiền não, bạn ngày ngày sanh trí tuệ. Thế nhưng cái ý niệm này không thể buông bỏ, trong tâm bạn liền sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Càng nghiêm trọng hơn so với đây là đối với tất cả mọi người, tất cả vật, tất cả vật ý niệm chiếm hữu. Chiếm hữu là tạo nghiệp, khống chế là mê hoặc. Không thể không buông xả, nhất định phải buông xả. Vì sao vậy? Mọi người đọc qua kinh Kim Cang. Trên kinh Kim Cang nói tam tâm bất khả đắc. Bạn phải chân thật hiểu rõ tam tâm bất khả đắc. Ý niệm khống chế tất cả người và sự vật tự nhiên liền không còn. Nếu bạn tường tận các pháp nhân duyên sanh, phàm hễ là pháp nhân duyên sanh đều không có tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Sau cùng kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu di như bồng huyễn bào ảnh. Bạn đối với tất cả người sự vật có ý niệm chiếm hữu, tự nhiên liền sẽ không còn. Bạn có thể đoạn dứt đi hai ý niệm này, bạn được đại tự tại, thì bạn rất dễ dàng bước vào cửa Đại Thừa. Vào cửa Đại Thừa chính là Đại Thừa Bồ Tát.
không những siêu diệt sáu cõi, còn siêu diệt mười pháp giới. Do đây có thể biết, Phật Bồ Tát cùng phàm phu cách giao một niệm. Bạn một niệm này không thể buông xả, bạn là phàm phu. Cái ý niệm đó bạn buông xả rồi, đó chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta niệm Phật giảng sanh mà không thể giảng sanh, quyết định ở cái niệm này. Những lời nói này dường như là lời ngoài đề. Không sai, giới đề cũng chỉ được nơi quan hệ. Tại vì sao nói nhiều lời như vậy? Có một số đồng tu từ bên ngoài đến. Có người từ Hắc Long Giang đến, xa đến như vậy, rất không dễ dàng đến nơi đây ở mấy ngày. Nếu tôi không nói với họ thì tôi có lỗi với họ. Các vị đồng tu ở Singapore thì thường nghe, nghe rồi không làm được, cho nên nói thêm vài lần, nghe vài lần vẫn là việc cần làm. Không làm được mà. Các vị làm được rồi thì tôi sẽ không nói. Nếu chưa làm được thì ngày ngày phải nói. Đây chính là huân tu thời gian dài. Không làm được, nếu như có thể thường hay nghe, không nên nói là lời nói này tôi đã nghe không ít lần rồi, không đi nữa, không cần phải nghe thêm. Vậy thì bạn vĩnh viễn đọa lạc. Phải nên biết, tuy là không làm được, nghe nhiều chịu nghe. Nghe đến 8 năm, 10 năm, tự nhiên tâm đó liền thay đổi. Liền sẽ làm được. Đây là kinh nghiệm của tôi. Tôi vốn dĩ cũng là phàm phu, mọi thứ không thể buông xả, mọi thứ đều chấp trước. Thế nhưng tôi chịu học, tôi nghe lời của thầy. Lão sư bảo tôi làm, tôi luôn là miễn cưỡng làm. Làm lâu rồi thì tự nhiên, một chút miễn cưỡng cũng không có. Liền sẽ làm được rất tự tại, rất an vui. Mới biết được đây là trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Phía sau đây là nguyện thứ 10. Nguyện thứ 10 chỉ có một câu: giai đắc thần thông tự tại ba la mật đa. Câu này là thần túc thông nguyện. Trước tiên chúng ta giảng thần thông cái danh từ này. Người thế gian có quan niệm sai lầm đối với thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Đại khái như trên Tây Du Ký nói Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, đó gọi là thần thông. Không sai, 72 biến đích thực là thuộc về thần túc thông. Thế nhưng bản ý của thần thông không hiện rõ ra. Thông là thông đạt, ý nghĩa là không có chướng ngại. Nói đến chỗ cứu cánh đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh, bạn có thể thông đạt. Đối với khoảng vũ trụ vô lượng vô biên, hiện tại gọi là tinh cầu. Nếu nói sâu hơn một chút, vô lượng vô biên không gian duy thứ khác nhau, bạn đều có thể thông đạt tường tận. Đây là cái ý của thông. Thế xuất thế gian, nhân duyên quả báo, vô lượng vô biên biến hóa, bạn cũng có thể thông đạt tường tận. Đây gọi là thần thông. Thần là cái gì? Là thần kỳ, siêu diệt thường thức của người thế gian chúng ta.
Cho nên đạt đến loại năng lực này không có cách gì hình dung được, nên gọi là thần thông. Thần chính là không thể nghĩ bàn. Năng lực này của họ không thể nghĩ bàn, chúng ta không cách gì tưởng tượng ra được. Hiện tại ở nơi chúng ta gọi là công năng đặc dị. Cũng là nói sự việc này. Thế nhưng công năng đặc dị cũng tốt, 72 phép biến hóa cũng tốt, đều không tận hết thần thông, cái bổn ý của danh tướng này. Phật nói với chúng ta, loại trí tuệ năng lực này là chính chúng ta vốn dĩ đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Cho nên chư Phật Như Lai trên quả địa, những đức năng này mỗi một người chúng ta trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Chúng ta tuy là có, rất đáng thương, hiện tại không khởi được tác dụng. Cũng giống như bạn rất có tiền, bạn gửi nơi ngân hàng mấy trăm vạn, trên người một xu cũng không có, đi ra ngoài gọi xe bếp người ta cũng không cho bạn đi, vì không có tiền. Hiện tại chúng ta biến thành người như vậy. Trong tự tánh tuy là đầy đủ vô lượng trí tuệ đức năng, hiện tại là hồ đồ ngu muội. Cả thân phiền não, ngày ngày tạo nghiệp. Năng lực đi đâu rồi? Phật nói với chúng ta, năng lực này của bạn bị chướng ngại. Việc chướng ngại tuy là rất nhiều, quy nạp lại không ngoài hai loại lớn. Nhà Phật gọi là phiền não chướng, sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này làm cho trí tuệ đức năng của bạn thảy đều bị chướng ngại mất, tuy có không khởi tác dụng. Phật Bồ Tát từ bi, Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Dạy chúng ta cái gì? Trừ bỏ đi chướng ngại mà thôi. Phật Bồ Tát chỉ có thể dạy chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại, Ngài không thể giúp chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại. Cái đạo lý sự thật này nhất định phải hiểu. Tại vì sao Ngài không thể giúp chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại? Chướng ngại là chính chúng ta tạo ra, không phải Ngài tạo. Tự làm tự chịu. Chính mình tạo tác thì chính mình phải đem nó trừ bỏ đi. Bất cứ một người nào đều không có cách gì giúp bạn giải trừ. Đây là chân lý. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi chỉ có thể làm được cho chúng ta hai chữ, chính là khai thị. Khai thị chính là thuộc về giáo dục. Nhắc nhở chúng ta nhận biết chính mình. Hiểu rõ chính mình nên gọi là tự tri tắc minh. Việc này Phật có thể làm đến được. Làm thế nào đem chướng ngại trừ bỏ? Chúng ta chính mình không hề biết có chướng ngại. Phật vừa nói ra chúng ta liền biết được chúng ta có chướng ngại. Chúng ta hiểu rõ rồi, khai mở trí tuệ, làm sao trừ bỏ đi chướng ngại? Phật làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Đó gọi là thị. Thị là thị phạm. Cho nên trên kinh Phật thường hay dạy cho chúng ta, muốn học Ngài, thọ trì độc tụng. Vì người diễn nói, nói chính là khai, diễn chính là thị, làm mô phạm, làm tấm gương.
trước đây mấy ngày, Đại sứ Trung Quốc đóng ở Singapore, Đại sứ Trần đến thăm viếng chúng ta. Ông hỏi tôi, Pháp Sư, hiện tại đề mục kinh của ông giảng là gì? Tôi nói chúng tôi có một tổng đề mục, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ngày nay chúng ta giảng kinh không lìa khỏi tám chữ này, bao gồm tất cả kinh đều là từ nơi phương hướng này, con đường này, để truy tìm, để học tập. Sư là gương mẫu, phạm là mô phạm. Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức là gương mẫu, là mô phạm tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta tôn xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Chúng ta tuân thủ giáo huấn của Phật. Ý niệm trong lòng, chúng ta nghĩ tưởng, tưởng tượng xem cái ý niệm này có thể làm ra tấm gương tốt cho tất cả đại chúng thế gian hay không. Nếu như loại cách nghĩ, cách nhìn này không thể vì xã hội đại chúng này làm ra tấm gương tốt, thì cách nghĩ, cách nhìn này phải phế bỏ đi, thì phải buông bỏ. Có thể làm ra tấm gương tốt cho chúng sanh, vậy thì được. Đạo tràng phải làm ra tấm gương tốt nhất cho tất cả đạo tràng. Cá nhân phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi cá nhân. Đồng tu tại gia, gia đình của chúng ta phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi gia đình. Đây gọi là học Phật. Chúng ta phải thường hay giữ cái tâm này, thường hay giữ cái ý niệm này, thường hay như giáo tu hành. Tu hành, hành là hành vi. Ý niệm là hành vi của ý nghiệp. Ý niệm tư tưởng là hành vi của ý nghiệp. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Tạo tác của thân thể là hành vi của thân nghiệp. Hành vi ba nghiệp có sai lầm, phải mau đem nó sửa đổi lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên mọi người dạng nhất không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Cái gì gọi là tu hành? Ngày ngày đọc kinh là tu hành, ngày ngày lại Phật là tu hành. Trong miệng đọc kinh, trong lòng nghĩ tưởng sằng bậy. Thân thể đang lại Phật, trong lòng vẫn tưởng con người kia đã có lỗi lầm với mình, ta phải làm sao chỉnh lý họ. Vậy thì làm sao gọi là tu hành? Thảy đều sai lầm. Cho nên ngày nay tu hành, mọi người chỉ làm ra hình thức, không có thật chất, chỉ nghiêng nặng ở nơi hình thức. Hình thức làm được tốt rồi, nếu như không có thực chất, đó chính là lúc trước lão sư Lý nói, đáng sanh tử thế nào thì phải sanh tử như thế đó, vẫn phải sanh tử. Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh nói, một ngày niệm một dạng danh Phật hiệu vẫn là phải đọa địa ngục A Tỳ. Nhất định phải hiểu được ý nghĩa chân thật của tu hành, tu sửa tất cả hành vi sai lầm của chúng ta, đó mới gọi là tu hành. Tu hành không chú trọng hình thức, thật làm. Tự diện đạo tràng chú trọng hình thức, đó là làm cái gì? Biểu diễn sướng kịch, biểu diễn cho người chưa bước vào cửa Phật, để cho họ xem thấy, ồ, Phật giáo thì ra là như vậy, giáo học của Phật giáo là như vậy, để cho họ sanh khởi tín tâm, tiếp dẫn họ đến học Phật. Cho nên phải biểu diễn, là cái ý như vậy. Đều phải hiểu được, biểu diễn là tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta niệm Phật, trong lòng niệm Phật thì tốt, không cần làm ra kiểu dáng học Phật, hà tất phải cầm sáu chuỗi.
giả làm kiểu dáng của Phật. Cầm 6 chuỗi là để làm gì? Là hóa tha, là đại từ đại bi lợi ích chúng sanh. Bạn đi ở trên đường, bạn đi xe công cộng, bạn ở nơi đó niệm A-di-đà Phật, bạn niệm người khác đều nghe, đều chán ghét. Niệm bằng cách nào vậy? Miệng đang động, không nên có tiếng, kim can trì. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, không nên có âm thanh để người khác xem thấy. Miệng họ đang động, trên tay cầm sâu chuỗi, ồ, họ đang niệm Phật. Bạn thấy cái hình tượng đó, họ liền có ấn tượng, A-lại gia thức liền ghi lại chủng tử này, bạn liền độ họ rồi. Cho nên, đây là độ chúng sanh. Chính mình thật làm, không có hình thức này thành tựu như nhau. Có cái hình thức này là tiếp dẫn chúng sanh, là thay Phật Bồ Tát chiêu sinh. Nhà Phật không có chiêu sinh. Chiêu sinh cái khẩu khí đó quá lớn còn gì bằng. Chư Phật Bồ Tát đều khiêm tốn. Cho nên nói, chỉ văn lai học, vì văn giảng giáo. Bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp, có lúc nào dán lên một tấm quảng cáo chiêu sinh? Không có, không hề có quảng cáo. Người làm sao biết mà đến? Học trò đi tìm đến. Không phải Phật ra bên ngoài tìm. Phật nói, ta chính mình không được, vô đức vô năng, không có trí tuệ, ta làm sao dám làm thầy của ông? Đều là khiêm tốn đến như vậy. Cho nên học trò có được chỗ tốt từ nơi thầy, phải hướng đến người khác giới thiệu thầy của mình. Giới thiệu vẫn còn không thể nói rõ, nói rõ thầy không đồng ý, chỉ có thể ám thị. Ám thị là gì vậy? Chính là làm ra kiểu dáng để người khác xem, để cho người khác sau khi thấy họ rồi, họ đến hỏi, họ đến thỉnh giáo với bạn, bạn lại giới thiệu cho họ. Như vậy mới chân thật. Phát tâm học tập là chân tâm đến học. Phát quảng cáo mời đến chưa hẳn là thật tâm, không đáng tin. Cho nên Phật Pháp dạy bảo chúng ta khuyến hóa chúng sanh đều là dùng cảm hóa thầm lặng, cho nên có thể nhận được hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải hiểu được, phải làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Có không ít Phật Bồ Tát hóa hiện ở thế gian này, thường hay đi vào chợ để độ người. Người nước ngoài gọi là mắt, hiện tại chúng ta gọi là siêu thị. Độ bằng cách nào vậy? Ngày ngày đi dạo ở nơi đó, mọi thứ hàng hóa đều thấy được rõ ràng, không mua một thứ nào. Mỗi ngày đi sẽ bị người phát hiện, ồ, con người này kỳ lạ, họ ngày ngày đến xem từ trước đến giờ chưa từng mua đồ. Liền sẽ có người thỉnh giáo với bạn. Thường hay đi thì mọi người quen mặt, ngay người bán hàng cũng biết mặt. Họ đến hỏi bạn, Bồ Tát liền giảng kinh nói pháp. Ta ngày ngày đến xem là tu huệ. Mọi thứ ta đều tường tận, mọi thứ đều biết rõ, ta tăng thêm trí tuệ. Ta mọi thứ đều không mua là ta tu định. Ta không động tâm, ta ở nơi đó định huệ xong tu. Đó là đạo tràng của chúng ta, ta đến nơi đó là thành tựu định huệ của ta. Đó chẳng phải là hoằng pháp lợi sanh hay sao? Mọi người vừa nghe không đều khai ngộ sao? Khi các vị xem thấy các thương phẩm đó đều là khởi tâm động niệm, cái này cũng muốn mua, cái kia cũng muốn mua, trong tâm loạn lên hết rồi. Chính mình khổ cực kiếm được một ít tiền, toàn bộ bị người ta lừa đi hết. Đã không có định lại không có huệ. Bồ Tát ở trong chợ, ngày ngày đi dạo ở trong đó là tu định tu huệ, giáo hóa chúng sanh. Vậy thì làm sao giống nhau chứ? Cho nên nói pháp
không có định pháp để nói. Tùy loại hiện thân, tùy duyên nói pháp, khởi tâm động niệm đều là lợi ích chúng sanh, đều là giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh hồi đầu. Cho nên nhất cử nhất động của họ đều là thần thông tự tại. Ba la mật đa, ý nghĩa của câu này là viên mãn. Thần thông tự tại của họ đều là đạt đến cứu cánh viên mãn. Ai làm đến được? Thành thật mà nói, mỗi một người chúng ta đều có thể làm đến được. Khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì làm được viên mãn. Hiện tại, trước khi vẫn chưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu như bạn chân thật có thể buông xả, có thể nhìn thấu hai chữ này cũng phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Nhìn thấu chính là chân thật, thấu suốt gọi là nhìn thấu. Đó là thuộc về huệ. Buông xả là quyết định không có chấp trước, không phân biệt, không chấp trước là thuộc về định. Buông xả là định, nhìn thấu là huệ. Đối với chân tướng sự thật, đặc biệt là nhân duyên quả báo, chân thật làm rõ ràng, làm cho tường tận rồi, bạn tự nhiên không tạo nghiệp. Vì sao vậy? Biết được tạo nghiệp có quả báo. Khởi tâm động niệm. Phía trước tôi đã nói qua với các vị đồng tu, trên kinh Địa Tạng đã nói qua, hiện tại sáng sớm mỗi ngày cùng nói chuyện với mọi người. Có đồng tu yêu cầu tôi giảng lại Cảm Ứng Thiên một lần nữa, cho nên hiện tại đều dùng câu nói này của Cảm Ứng Thiên. Chúng ta cùng thảo luận. Người xưa chúng ta thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Lời nói này không phải mê tín, thật có. Không chỉ ngẩng đầu ba thước có thần minh, trong thân thể này của chúng ta đã có thần minh ở bên trong. Đạo giáo, hôm nay chúng ta đi tham quan đạo giáo. Đạo giáo nói tam thi thần ở ngay trong thân thể của chúng ta. Thượng thi thần ở trên đầu chúng ta, trung thi thần ở nơi ngực chúng ta, hạ thi thần ở nơi tay chân chúng ta. Cho nên khởi tâm động niệm bên trong chúng ta, ý niệm cực kỳ vi tế, họ đều biết được. Mỗi khi gặp ngày canh thân, mỗi lần gặp ngày canh thân chính là 2 tháng một lần. Ngày trước Trung Quốc chúng ta dùng giáp tý, một giáp tý là 60 ngày. Trong một giáp tý có một canh thân, chính là 2 tháng. Họ sẽ trình báo với Ngọc Hoàng Đại Đế, hướng đến Thượng Đế trình báo một lần. Bạn ở ngay trong 2 tháng này, khởi tâm động niệm là ý niệm gì? Đi báo cáo. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta, thiên địa quỷ thần đều biết được. Hơn nữa ở nơi đó còn có án kiện, đều có ghi chép. Ở nơi vua Diêm La có một phần án kiện. Đao Lợi Thiên Chủ, nơi đó có một phần án kiện. Còn có những thần binh chuyên môn quản lý trừng phạt cũng có án kiện. Chúng ta chính mình nhờ đâu mà biết được? Trong Phật Kinh nói, trên Kinh Hoa Nghiêm nói, mỗi một người khi vừa sanh ra liền có 2 vị thần thường hay theo bạn. Một vị gọi là đồng danh, một vị gọi là đồng sanh. 2 vị thần này ở ngay bên vai trái vai phải của chúng ta, không rời khỏi phút giây nào. Chúng ta có tin hay không? Nếu như bạn tin tưởng, quyết định không dám làm càn làm quấy. Biết được cái gì? Khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động thần minh giám sát.
tự nhiên không dám tạo nghiệp. Bạn liền sẽ hoan hỷ tu thiện. Vì sao vậy? Tu thiện tốt. Những vị thần này mỗi hai tháng một lần đều sẽ lên báo cáo một lần. Chúng ta hành thiện, tâm thiện hành thiện, tự nhiên có quả báo tốt. Phước báo nhân thiên quyết định không cần. Không phải là nơi gì tốt để nghĩ đến. Phước trời người chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Làm gì là hưởng phước, chỉ là chịu tội. Chân thật hưởng phước, tiêu dao tự tại, đó mới gọi là hưởng phước. Người giàu sang thế gian, bạn nói phải thù đáp bao nhiêu? Việc này hiện tại chúng ta có thể xem thấy. Ngày ngày phải đi gặp rất nhiều người để bắt tay. Người không ưa thích cũng phải nắm bắt tay một cái. Bạn thấy việc này thật phiền phức, mệt chết người. Rất nhiều trường hợp thù đáp không thể không đi. Nhất là hiện tại hội họp quá nhiều. Tôi thấy việc này rất là ngại. Cho nên phước báo là thanh phước thì tốt, hồng phước không nên hưởng. Thanh phước tốt, thanh tịnh tự tại. Chân thật là một đời sống ngay trong định huệ. Không nên sống trong phiền não, không nên sống trong thù đáp. Lấy thù đáp, lấy phiền não, trải qua đời sống, không thể nào không đọa lạc. Không chỉ là tu học Phật Pháp không thể thành công, thế Pháp cũng không thể thành. Ba La Mật Đa vậy thì càng không cần phải nói. Khi nói đến thần thông, nói đến cái nhỏ, thần thông tự tại, tùy theo công phu định huệ của bạn sâu hay cạn, có lớn nhỏ, độ sâu khác nhau. Ở nơi nhân gian của chúng ta, có số ít do báo được, có một số do tu được. Ở trên kinh Phật nói, bạn có thiền định thì bạn liền có thần thông, bạn liền có cái năng lực này. Năng lực lớn nhỏ tùy theo sức định của bạn sâu cạn. Sức định càng sâu, phạm vi của bạn biết được càng rộng. Cũng có thể biết được rất tường tận. Cho nên thế gian này có rất nhiều lời tiên đoán. Tiên đoán căn cứ vào cái gì? Khi tôi lúc nhỏ hiếu học, cũng thích hỏi. Tôi đã từng chính vì việc này thỉnh giáo qua với đại sư Chương Gia, thỉnh giáo qua với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Trả lời của các ngài là giống nhau, bao gồm tất cả căn cứ của lời tiên đoán không ngoài hai loại lớn. Một loại là số học. Như Trung Quốc thời xưa cũng có rất nhiều lời tiên đoán căn cứ kinh dịch. Kinh dịch là số học. Từ trên số lý mà phán đoán. Hiện tại mọi người đều biết trung thế kỷ, thế kỷ 16, lời tiên đoán của ông Nostradamus nước Pháp, lời tiên đoán của ông cũng là số học. Ông tinh thông thiên văn. Ông xem thấy người phương Tây nói thuật chiêm tinh. Thuật chiêm tinh là số học cao thâm. Phán đoán ra ngày 18 tháng 8 năm nay, 10 hành tinh hội tụ lại một nơi, do ông suy đoán ra. Việc này vào 400-500 năm trước,
ông có thể tính ra được vận hành tinh cầu của Thái Dương hệ. Cho nên lời dự đoán này là căn cứ vào số học. Căn cứ số học không thể hoàn toàn nương vào, có khi thì tính sai lầm. Sai lầm rất nhỏ thì có biến đổi khác nhau rất lớn. Ngoài ra còn một nguyên do nữa là thiền định. Trong định đích thân thấy được cảnh giới, vậy thì không có sai biệt. Thế nhưng việc này ít. Trong định có thể xem thấy cảnh giới này, mức độ đáng tin này thì cao. Thế nhưng hiện tại chúng ta phát hiện có một số dự ngôn không phải số lý, cũng không phải thiền định, mà là từ chỗ nào đến? Từ cốt đồng mà có. Việc này không phải tự lực, mà là nhờ lực bên ngoài. Lực bên ngoài đến, vậy thì có đáng tin được hay không? Rất khó nói. Phù đồng đón quẻ của Trung Quốc là nhờ vào lực ngoài. Tôi ngày trước ở Đài Loan. Đài Loan có một duyên huyền học xã, trong đó có mấy người. Tôi quen biết với họ, họ thường hay phù đồng. Tôi đến tham quan qua, sau khi tham quan rồi tôi rất hoài nghi. Tôi thỉnh giáo với đại sư Chương Gia, tôi hỏi cái việc đó có đạo lý hay không. Tôi nói lúc tôi còn rất nhỏ, đi học ở Phúc Kiến, 11, 12 tuổi, phong trào bốc đồng của Phúc Kiến rất thịnh. Thế nhưng phù đồng đó tôi xem thấy, tôi tin tưởng. Vì sao vậy? Sa bàn có hai người phù, không phải là một người. Hơn nữa hai người này, hai người phù đồng này, phần nhiều đều không biết chữ. Tìm những người nào vậy? Người kéo xe ngoài đường, bán nước, bán củi. Tìm những người này, tùy tiện tìm họ đến, mời họ đến bốc đồng. Khi họ phù rất chậm, chữ viết trên bàn đồng thì rất quy củ. Chúng tôi đứng bên cạnh xem đều nhận biết. Đại khái một giờ đồng hồ, chỉ có thể viết được 30-40 chữ thôi. Phần nhiều đều là thi từ kệ tụng. Chúng tôi đứng bên cạnh thấy được rất rõ ràng, hai người này đều không biết viết chữ. Thế nhưng tôi xem thấy ở Đài Loan thì tôi không tin tưởng. Vì sao vậy? Phù đồng là một người làm hết, người khác thì không làm được, thì không linh. Hơn nữa tôi bên cạnh xem thấy, đã xem rất lâu, một chữ cũng không nhìn ra, chỉ thấy cây viết cứ ở đó dao động, tốc độ dao động rất nhanh. Trong miệng họ niệm không được mấy phút, bên dưới ghi chép viết ra mấy ngàn chữ. Cho nên tôi đem cái sự việc này nói với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nói với tôi, ông nói phù đồng linh quỷ giả mượn danh nghĩa của thần tiên Phật Bồ Tát, họ cũng đến tu công đức, là một chút việc thiện, phần nhiều là khuyên người hành thiện, tuyệt đối không phải là Phật Bồ Tát, cũng không phải là Thượng Đế, phần nhiều là giả mượn tế công, tuyệt đối không phải là tế công, đều là giả mạo. Thế nhưng những linh quỷ này đều không xem là quỷ xấu, đều xem là quỷ tốt, quỷ thiện. Chúng cũng có một số thần thông nhỏ, cho nên những việc nhỏ họ cũng nói được rất chuẩn. Việc lớn thì nói năng sằng bậy, lừa gạt người. Những việc rất gần, những việc của 3 ngày 5 ngày thì nói được rất chuẩn, rất linh. Nếu như những việc mấy năm mấy chục năm, nhất định không đáng tin. Chúng nói rồi cũng không chịu trách nhiệm, bạn cũng không tìm ra được họ. Sau cùng Đại sư Chương Gia nói với tôi một câu, mãn thanh mất nước, mất nước là ở phù đồng. Từ Hy Thái Hậu rất tin vào việc này. Việc lớn của quốc gia là bốc kê hỏi đồng thỉnh thị, làm cho quốc gia bị mất đi. Cho nên người xưa chúng ta có một câu nói, quốc gia muốn hưng thì nghe ở dân, muốn mất đi quốc gia thì nghe ở thần. Nghe theo quỷ thần thì sẽ bị mất nước, nghe lão bá tánh thì quốc gia sẽ hưng vượng. Lão tổ tông của chúng ta, cổ thánh tiên hiền có trí tuệ, không mê tín.
Cho nên ngày nay chúng ta xem thấy những lời tiên đoán này của nước ngoài chỉ có thể cung cấp làm tham khảo, cảnh giác. Có thể tin tưởng nó hay không? Nếu bạn tin tưởng nó thì bạn bị quỷ thần lừa gạt. Đối với cảnh giác của chúng ta, càng là có tai nạn, càng phải đề cao tâm cảnh giác, đoạn ác tu thiện. Chúng ta là đệ tử Phật. Chúng ta khẳng định Phật là một người trí tuệ cao độ, cứu cánh viên mãn. Ngày đói với vũ trụ nhân sanh, quá khứ hiện tại vị lai, thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Mà còn nói với chúng ta, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lại nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chúng ta tuân thủ những nguyên lý nguyên tắc này, liền biết được đem những tai nạn này hóa giải. Vì sao vậy? Bạn biết được tai nạn này vì sao mà hình thành, do đâu mà ra? Chỉ cần bạn đem nghiệp nhân này giải trừ đó hết, quả báo tự nhiên liền thay đổi. Quá khứ nghĩ được tương lai, đây là năng lực lớn nhất trong sáu căn. Mắt chúng ta chỉ thấy được sắc, tai chỉ nghe được âm thanh. Năng lực rất có hạn. Năng lực của ý niệm rất lớn. Năng lực ý niệm của người chính là ý thức thứ sáu. Với bên ngoài, dựa vào tưởng tượng của họ, họ có thể nghĩ đến hư không pháp giới. Với bên trong, họ có thể duyên đến A-lại-da. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên thuộc về A-lại-da. Tam tế tướng của A-lại-da. Quý vị xem, các nhà khoa học nghiên cứu điều đó, Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Phật Pháp gọi là tam tế tướng. Phải đến mức nào mới hoàn toàn hiểu rõ, thấu triệt tam tế tướng? Trên Đại Thừa Giáo nói cho chúng ta biết, Bát Địa trở lên, Bát Địa Bồ Tát, hướng lên trên là cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Năm ngôi bậc đó hoàn toàn hiểu rõ. Cũng chính là nói, vật chất là gì, tinh thần là gì, hiện tượng tự nhiên là gì, các ngài biết tất cả. Minh tâm kiến tánh thì sẽ biết được. Biết được nhưng không thấy được. Giống như hiện tại chúng ta xem được báo cáo khoa học, biết được hiện tượng vật chất là sự việc như thế nào, nhưng chúng ta không thấy được. Còn các nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm thì thấy được. Họ nói cho chúng ta biết tình hình đó. Giống với việc nói, người tu hành phá vô minh, phá vô minh rồi chính là Pháp Thân Bồ Tát. Tập khí của các ngài vẫn rất nặng. Tập khí này không dễ dàng bỏ. Vì sao vậy? Bởi không có cách nào. Các ngài đã tu đến không khởi tâm, không động niệm, nếu lại còn dùng một phương pháp để giúp các ngài phá bỏ tập khí vô minh, vậy chẳng phải đã khởi tâm động niệm nữa sao? Đã không khởi tâm không động niệm thì sẽ không khởi tâm động niệm nữa. Cho nên các ngài không có cách nào. Hết cách thì làm sao loại bỏ thứ đó? Thời gian lâu rồi, không cần để ý đến nó, tự nhiên sẽ không còn nữa. Vậy phải cần thời gian bao lâu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, phải ba A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp
là thời gian đặc biệt rất dài, không phải một kiếp hay ba kiếp. Chúng ta xưng danh hiệu này, gọi đó là vô lượng thọ của hữu lượng. Thời gian thật sự quá dài, nhưng quá dài vẫn là hữu lượng. Vì sao vậy? Bởi đến lúc đó thì thật sự bỏ sạch tập khí vô thủy vô minh rồi. Vậy các ngài không phải là Bồ Tát nữa, mà các ngài đã thành Phật. Vì Phật ấy gọi là Phật cứu cánh. Phật cứu cánh viên mãn chính là diệu giác. Cho nên các ngài là có hữu lượng. Vì vậy diệu giác là thực sự vô lượng. Các ngài minh tâm kiến tánh, khế nhập vào cõi thường tịch quang. Thường tịch quang chính là tự tánh. Trong thường tịch quang không có hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên hoàn toàn không có, là một khối ánh sáng. Với ánh sáng này, mắt thường của chúng ta nhìn không thấy. Nó ở khắp mọi nơi, nó ở khắp mọi lúc. Cho nên tất cả ánh sáng đều ở trong ánh sáng đó, không có một thứ nào ngoại lệ. Đây là tự tánh của chúng ta, đây là bản thể của chúng ta, đây thực sự là chính chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp chính là phải tìm lại chính mình, trở về với tự tánh. Tự tánh có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng, có vô lượng tướng hảo, thực sự là vạn đức vạn năng. Tuy rằng tất cả tướng đều không có, nhưng nó có thể hiện ra tất cả tướng. Tất cả tướng không có, cho nên gọi nó là không. Có thể hiện ra tất cả tướng, không đó không phải không có. Không đó không phải là xem thành không có để dạng, mà trong không đó là có. Có, nhưng tại vì sao gọi nó là không có? Bởi vì chứ gì nhìn không thấy, chứ gì nghe không được. Nó không phải là hiện tượng vật chất. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bên ngoài không khởi tác dụng với nó. Đó không phải là hiện tượng tâm lý. Chứ gì nghĩ không được, chứ gì dùng suy nghĩ cũng nghĩ không được, không có cách nào tiếp xúc với nó. Cho nên đều buông xuống tất cả thì nó hiện ra. Có duyên thì nó hiện tướng. Tướng gì cũng hiện được. Tuy hiện tướng nhưng không có khởi tâm động niệm. Tướng hiện ra thế nào? Theo tâm chúng sanh, ứng sở tri lượng. Chúng sanh nghĩ Phật thì hiện tướng Phật, chúng sanh nghĩ Bồ Tát thì hiện tướng Bồ Tát. Chứ gì nghĩ gì thì hiện ra đó, do tự tánh biến hiện. Đó là không thể nghĩ bàn. Đó thực sự là được đại tự tại. Hiện tượng này có ở đâu? Nói với các vị, ở thế giới cực lạc có. Nếu chư vị giảng sanh thế giới cực lạc thì chư vị hoàn toàn đều chứng đắc được. Thế giới cực lạc chắc chắn không phải giả. Hòa thượng Hải Hiền ở chùa Lai Phật tại Nam Dương làm chứng minh cho chúng ta. Ngài giảng sanh vào năm ngoái, tháng 1 năm ngoái giảng sanh, rời khỏi chúng ta 1 năm rưỡi rồi. Khi ngài giảng sanh là 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia. Sư phụ chỉ dạy ngài một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Dạy ngài một mạch mà niệm. Ngài niệm câu Phật hiệu này được 92 năm. Niệm đến mức độ nào? Trong Tịnh Tông nói, ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Thế nào gọi là lý nhất tâm bất loạn? Lý nhất tâm bất loạn chính là phá được vô minh, minh tâm kiến tánh. Mọi thứ ngài đều biết, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng. Ở thời đại đó, sư phụ nói với ngài,
Đến khi con biết thì đừng nói. Không được nói. Ngài thật sự thật thà, nghe lời thật làm, thật sự không nói. Nếu là người khác để nói thì đáng lẽ Ngài giảng sanh sớm rồi. Tôi thấy Ngài trong đĩa CD này dự đoán lão nhân gia Ngài được lý nhất tâm bất loạn phải khoảng ở 40 tuổi. Nói cách khác, Ngài có thể đi đến thế giới cực lạc. Tại vì sao Ngài không đi? Bởi vì A Di Đà Phật phó chúc Ngài. A Di Đà Phật khen Ngài tu tốt, thật sự tu tốt, bảo Ngài trụ thế biểu pháp. Biểu pháp chính là làm tấm gương cho người học Phật thấy. Người học Phật phải học tập giống Ngài thì đúng rồi. Trong một đời tu hành chứng quả, không có ai biết. Ngài không nói. Biểu pháp cuối cùng hoàn toàn làm chứng minh cho người tu Tịnh Độ Tông. Chứng minh quan trọng nhất là thế giới Tây Phương Cực Lạc có thật. A Di Đà Phật là có thật. Ngài từng thấy, không chỉ thấy một lần. Ngài không biết chữ, chưa từng đọc sách. Từ trước đến giờ chưa từng xem qua kinh điển. Ngài chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật. Từ sáng đến tối, công tác, sự việc đối người tiếp vật, câu Phật hiệu này từ trước đến giờ chưa hề gián đoạn. Trong miệng không có niệm, nhưng trong tâm niệm. Người khác không biết. Chúng ta quan sát thời đại sư Huệ Diễn. Bên trên đây là hình chư vị tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, gồm 13 đời. Tổ sư đời thứ nhất là đại sư Huệ Diễn. Chúng ta đọc thấy ở trong truyền ký, đại sư Diễn Công từng nhìn thấy thế giới cực lạc 4 lần trong đời. Lần cuối cùng là Đức A Di Đà Phật tiếp dẫn Ngài giảng sanh. Chúng ta có thể lãnh hội được. Người niệm Phật thông thường thực sự giảng sanh thế giới cực lạc chỉ ít 3 lần thấy Phật. Lần thứ nhất là chỉ vì niệm đến công phu thành phiến. Đức Phật sẽ hiện thân cho chư vị thấy, sẽ nói với chư vị: chư vị còn bao nhiêu năm thọ mạng, đợi đến khi thọ mạng của chư vị chấm dứt, Đức Phật nói ta sẽ đến tiếp dẫn con tới thế giới cực lạc. Đây là lần thứ nhất gặp Phật. Lần thứ hai gặp Phật phải là trước khi thọ mạng hết, thông thường là 3 tháng, để nói với chư vị, để chư vị có sự chuẩn bị đầy đủ. Lần thứ ba là ngày đó giảng sanh, Ngài đến tiếp dẫn chư vị, chỉ ít là 3 lần. Đây là trên kinh Lăng Nghiêm do Bồ Tát Đại Thế Chí nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, chắc chắn thấy Phật. Chư vị thấy được rồi thì sẽ không hoài nghi nữa. 3 lần này đều là hiện tiền. Tại vì sao? Bởi người chúng ta vẫn sống ở thế gian này mà thấy được. Cho nên giảng sanh là do sống mà đi, không phải chết rồi mới đi. Giảng sanh là chư vị thấy được Đức Phật rồi. Chư vị thấy Đức Phật cầm đài hoa sen, để chư vị ngồi ngay trong hoa sen. Hoa sen khép lại, Đức Phật cầm đài hoa sen đó đến thế giới cực lạc, đặt ở trong ao thất bảo. Thật sự không phải giả. Lão Pháp Sư vì chúng ta mà biểu pháp. Ngài sống được lâu như vậy,
92 năm. Như vậy thì nghĩ xem, 40 tuổi thì Ngài chứng được lý nhất tâm bất loạn. Còn niệm năm 60 năm, công hạnh đó tuyệt vời, thật sự không thể nghĩ bàn. Lão Hòa Thượng ấy, Ngài vì điều gì? Thực tế nói là vì thời cận đại chúng ta, trong Tịnh Độ Tông xuất hiện bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư. Vì vấn đề này, rất nhiều người phản đối bài bác, quỷ bán phê bình, vô cùng nghiêm trọng. Lịch sử Phật giáo 2000 năm đến nay, từ trước tới giờ chưa từng thấy. Cho nên rất nhiều người không dám đọc bản này. Để sang một bên rồi. Đây là Lão Hòa Thượng Hải Hiền tiếp nhận sự dạy bảo của A Di Đà Phật, đến làm chứng minh cho chúng ta, chứng minh bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh, không phải là giả. Điều chứng minh thứ hai là bản tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chính xác, không có sai lầm. Điều thứ ba là vì chúng ta mà chứng minh. Xu thế trong 20 năm gần đây của chúng ta là dựa vào bộ kinh này, chiếu theo bản chú giải này để tu hành là không có sai lầm. Ngài đã rời khỏi thế gian này rồi. Chứng minh đó chính là Ngài thấy được cuốn sách này. Cuốn sách này là do Pháp Sư Hoàng Lâm biên soạn. Pháp Sư Hoàng Lâm, tựa đề cuốn sách là Dược Yếu Phật Pháp Hưng Duy Hữu Tăng Tán Tăng. Thầy ấy sưu tập rất nhiều tài liệu, dùng thời gian mười mấy năm viết xong cuốn sách này, để trả lời đối với sự nghi ngờ đó của người thông thường, nghi ngờ đối với bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Sau khi chư vị đọc được cuốn sách này, toàn bộ vấn đề của chư vị đối với bản hội tập được giải quyết. Lão Hòa Thượng nhìn thấy cuốn sách này, có lẽ là Đức Phật nói với Ngài: con chỉ cần nhìn thấy được cuốn sách này thì con có thể giảng sanh đến thế giới cực lạc rồi. Cho nên có người tặng Ngài cuốn sách này. Ngài vừa nghe được tên cuốn sách này thì vô cùng hoan hỷ. Ngài mang áo tràng rất quý của mình, mặc lên người, trên tay cầm cuốn sách này, nói: mọi người quý vị hãy chụp hình cho tôi. Ý nghĩa này chính là làm chứng minh cho điều đó. Ngày thứ ba thì Ngài giảng sanh rồi. Đĩa CD này về Ngài, trong cuốn sách này viết những điều gì? Đệ tử của Ngài mang đến phần tài liệu này, cũng mang đến đĩa CD, đem đến Hồng Kông cho tôi xem. Thời gian không nhiều, tôi rất nhanh thì xem xong rồi. Ở mặt sau có đĩa CD. Đĩa CD tôi cũng đã xem, một tiếng đồng hồ. Tôi làm bản tổng kết cho Ngài. Cuốn sách và đĩa CD này về Lão Hòa Thượng là tổng kết của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng tôi thấy lý luận được giảng, phương pháp tu học được giảng trong bộ kinh này, Ngài hoàn toàn làm được hết. Thực sự không có một câu nào mà không tìm được chứng cứ ở trong đĩa CD. Tất cả có thể tìm thấy, vô cùng thù thắng. Cho nên tôi khuyên nhủ mọi người mang đĩa CD này hoặc là cuốn sách này đem làm kinh Vô Lượng Thọ để học tập. Chứ gì học kinh Vô Lượng Thọ mà vẫn không hiểu thì trước tiên xem tư liệu về Ngài, xem nội dung về Ngài, nhưng phải xem nhiều lần thì chứ gì mới hiểu được, số lần ít thì không được.
tiêu chuẩn của người Trung Hoa là 1.000 lần, đọc sách 1.000 lần, tự thấy nghĩa ấy, chứ gì sẽ hoàn toàn sáng tỏ ý nghĩa ở trong đó. Cho nên tôi khuyên mọi người nên xem 1.000 lần. Một ngày xem 3 lần. Niệm 10.000 câu Phật hiệu. Xem 1 năm. Một năm không được gián đoạn, thì 1 năm sẽ đủ 1.000 lần. 1.000 lần này, 3 triệu câu Phật hiệu, đảm bảo đời này chứ gì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dễ dàng hơn nghe kinh. Nghe kinh phụ giúp chư vị, điều này hỗ trợ chủ yếu chư vị. Ngay trong năm này lấy điều đó làm chính, nghe kinh là phụ. Sau 1 năm chư vị nghe kinh trở lại thì khác rồi, chư vị nghe hiểu được hoàn toàn. Ngày nay tôi giảng kinh, người thực sự nghe hiểu được không nhiều, đại khái cũng tìm không được 20 người. Không dễ dàng. Tại sao chứ gì nghe không hiểu? Bởi tâm trôi nổi không ổn định, vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều, sự việc quá nhiều. Chứ gì không buông xuống được sự việc lo lắng trong lòng, thì sẽ chướng ngại chứ gì nghe giảng kinh. Sau khi nghe được 1.000 lần này, tâm của chư vị sẽ định lại, tâm thanh tịnh hiện tiền. Mức độ thấp nhất trên đề kinh chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. 1 năm này tu tâm thanh tịnh, buông xuống vạn duyên. Tâm thanh tịnh là A-la-hán chứng được, là sự nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là Bồ-Tát, là Pháp thân Bồ-Tát chứng được. Bình đẳng giác nhất định là trước tiên đạt được thanh tịnh, sau đó mới có thể được bình đẳng giác. Điều quan trọng hơn tất cả, thật sự muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc mà không buông xuống thì không được. Đều phải buông xuống tất cả. Những sự việc thế gian có những thứ cần phải giúp đỡ. Vì sao vậy? Bởi có lợi ích đối với chúng sanh, nên cần phải giúp đỡ. Giúp xong rồi thì đừng để trong tâm, để trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Trừ A Di Đà Phật ra đều không có thứ gì, thì chứ gì mới được nhất tâm bất loạn. Niệm Phật giảng sanh thân cận A Di Đà Phật, đến thế giới Cực Lạc để làm Phật, điều này quan trọng. Đều quan trọng hơn tất cả. Việc lớn của đời người, không có điều gì lớn hơn điều này. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, làm sáng tỏ. Tất cả thứ khác đều là giả, tất cả là việc nhỏ, không phải việc thật. Tôi hy vọng chúng ta ngay trong đời này gặp được Phật Pháp, gặp được tịnh độ, rất khó, quá hiếm có. Dựa vào sự giá trị bởi công đức nguyện lực của lão hòa thượng Hải Hiền, đời này chúng ta nhất định được giảng sanh. Khi chúng ta giảng sanh, chư vị chắc chắn nhìn thấy Pháp sư Hải Hiền cùng đến với A Di Đà Phật tiếp dẫn chư vị. Pháp sư Hoàng Lâm, đồng tu ở bên Bắc Kinh, gửi cho tôi một thông tin. Hiện tại sức khỏe thầy ấy không tốt, bị bệnh rồi, một trận bệnh rất nặng. Mấy ngày gần đây chuyển biến tương đối tốt. Chúng tôi mỗi ngày giảng kinh
đều hồi hướng cho thầy ấy. Cho nên hy vọng đồng tu chúng ta mỗi ngày xem đĩa CD đều là công đức. Đem công đức xem đĩa CD, nghe kinh niệm Phật, hồi hướng cho thầy ấy. Hy vọng sức khỏe thầy ấy sớm ngày có thể hồi phục. Thầy ấy là người tốt, hiếm có, khó gặp. Tịnh Tông gặp phải tai họa lớn như vậy, không có nghe thấy người nào đứng ra nói để cứu giúp, không có. Chỉ có mình thầy ấy lặng lẽ, không có danh tiếng, biên soạn thành cuốn sách này, in được rất nhiều lần. Mỗi lần in đều tăng số quyển lên. Nên là rất rõ ràng, rất sáng tỏ rồi. Đặc biệt là phần quyển trụ vấn đáp, có người đưa ra câu hỏi hỏi thầy ấy, giải đáp của thầy ấy, tôi đều xem qua những lời văn đó. Công đức của thầy ấy, công đức hộ pháp, không có người nào có thể sánh được với thầy ấy. Chúng ta hy vọng A Di Đà Phật gia trì cho thầy ấy, giống như gia trì cho Pháp Sư Hải Hiện, kéo dài thọ mạng cho thầy ấy. Giúp Phật giáo, giúp tất cả tôn giáo, tất cả hy vọng đều có thể làm được. Các bên khen ngợi lẫn nhau, không được phê bình, không được quỷ bán. Phê bình quỷ bán khiến đại chúng trong xã hội sẽ sanh khởi nghi ngờ, đối với Phật Pháp, đối với tất cả tôn giáo đều sẽ mất đi lòng tin. Mất đi lòng tin thì trách nhiệm nhân quả này quá lớn rồi. Mất đi lòng tin chính là đoạn mất pháp thân huệ mạng mà trên kinh nói. Điều này còn nặng hơn tội giết thân người. Chứ vì đoạn pháp thân huệ mạng của họ, quả báo đều ở địa ngục, vô cùng đáng sợ, không thể làm sự việc này. Chúng ta nghe thấy quỷ bán, trong lòng mau chóng niệm A Di Đà Phật, đừng để những thứ khác quấy nhiễu, giữ gìn tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình. Thật sự không thể nhẫn chịu thì tránh đi, có thể nhẫn chịu thì ở đó niệm Phật. Họ quỷ bán chúng ta, chúng ta niệm Phật hồi hướng cho họ, vậy thì đúng rồi. Hy vọng tội nghiệp của họ được giảm nhẹ. Sự việc đối người tiếp vật đều phải đem chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm sáng tỏ. Không làm rõ ràng, không làm sáng tỏ mà phê bình, mà quỷ bán thì rất dễ dàng làm người khác bị oan. Người ta phải chịu oan uổng quá lớn, không có chỗ nào có thể bình quan. Trách nhiệm nhân quả này thì ai gánh chịu? Người tạo tội này, trước mắt họ không biết, sau khi chết thì họ sáng tỏ rồi, khi đó hối hận không kịp nữa. Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức đều dạy chúng ta học Phật phải học nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục tiên nhân là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Chịu bất kỳ oan ức gì đều không cần nói. Như vậy mới tiêu được nghiệp chướng của chính mình, tăng thêm công đức của chính mình. Không cần đi minh oan, không cần đi trả thù. Không được. Đại thừa, đặc biệt là Tịnh Tông, nghe trong cảm nhận xem tất cả chúng sanh đều là Phật, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, nhất định không có quỷ bán. Họ quỷ bán tôi, sỉ nhục tôi, hãm hại tôi vẫn cảm ơn họ. Vì sao vậy? Bởi họ thay tôi tiêu nghiệp chướng. Đời này tôi không tạo nghiệp nặng như vậy, nhưng có lẽ đời trước tạo rồi.
nhiều đời nhiều kiếp về trước không giữ được. Rất hoan hỷ tiếp nhận, quan uổng gì cũng vui lòng nhẫn chịu. Tốt, trong tâm không có việc gì, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Chúng ta đối với mọi thứ của thế gian này đều không cầu, chỉ cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Cho nên với bất kỳ người nào, chúng ta đều có thể đối xử được rất tốt, không tranh với người, không cầu với đời. Có cầu có tranh thì có xung đột. Chúng ta không cầu nên không có xung đột. Với bất kỳ người nào đều không có xung đột. Thật sự là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên lời nói của chúng ta là ngay thẳng, không có thiên vị bên nào cả, không có đi chỉ trích bên nào, phê bình cũng như vậy, không có, là chí công vô tư. Hy vọng mọi người đều có thể đối với giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức của truyền thống, giáo dục nhân quả, giáo dục cổ thánh tiên hiền học thêm một chút, nhất định có lợi đối với đời này của chúng ta. Giáo dục của Phật Đà là viên mãn nhất. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ này là đầy đủ rồi. Trong này đã viên mãn rồi. Pháp Đại Tiểu Thừa, Hiện Giáo, Mật Giáo, tất cả đều bao gồm ngay trong bộ kinh điển này. Ngài Hoàng Niệm Tổ dùng 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để chú giải bộ kinh này. Cho nên nội dung của chú giải này vô cùng phong phú. Đọc bản kinh này bằng với đọc hết một bộ Đại Tạng Kinh. Cho nên có bộ kinh này cộng với đĩa CD về Lão Hòa Thượng Hải Hiền thì đủ rồi, viên mãn rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn sau đây. Đây là giới thiệu Ngài Hoàng Niệm Tổ vì chúng ta mà giới thiệu 16 vị đại sĩ. Vị thứ nhất Hiền Hộ. Nhóm 16 vị chánh sĩ của Ngài Hiền Hộ thường thấy trong kinh luận. Đức Thế Tôn giảng kinh dạy học, những ngày ấy đều đến tham dự, đều ở trong pháp hội. Trong kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên và kinh Tư Ích nêu tên 16 vị. Trong luận Đại Trí Độ nêu lên 16, nhưng chỉ cái tên 6 vị lược bớt rồi. Đây chỉ đưa ra 6 vị làm thí dụ, con số đầy đủ là 16. Trong luận nói, dưới đây là dẫn ra lời nói trong Đại Trí Độ luận. Luận nói thiền thủ. Thiền thủ này chính là Ngài Hiền Hộ. Những Bồ Tát tại gia 16 vị là Bồ Tát tại gia. Tiếp theo nêu 5 tên. Ở đây không trích dẫn đủ. Niệm Lão đã lược bớt ở trong này rồi, lược bớt đi, điều đó không quan trọng. Trong Tư Ích Kinh nói, nếu có chúng sanh nghe được danh hiệu Ngài thì cuối cùng đắc Tam Bồ Đề, nên gọi là thiền thủ. Ý nghĩa của hiền hộ với thiền thủ là thông nhau. Thủ chính là thủ hộ. Thiền chính là thiền hiền. Nghe danh này, nghe danh tư duy nghĩa, chúng ta phải giữ gìn chánh pháp của chúng ta. Chánh pháp là gì? Từ trên lý mà nói là thanh tịnh bình đẳng giác. Trên sự mà nói phải giữ gìn Tam Bồ Đề, phải giữ gìn câu danh hiệu này không được rơi mất. Đây là
Lão Hòa Thượng Hải Hiền vì chúng ta mà làm ra tấm gương. Ngài 92 năm một câu Phật hiệu không có đánh mất. Thường ở trên miệng, thường ở trong tâm. Cho nên chứng được viên mãn rốt ráo. Đại sư diễn công thế Phật 4 lần, còn Ngài 92 năm. Tôi tin Ngài thấy thế giới Cực Lạc, thấy A Di Đà Phật sẽ không ít hơn 10 lần. Nói cách khác, Ngài là bằng hữu với A Di Đà Phật. Ngài rất quen thuộc với thế giới Cực Lạc. Ngài đã chứng minh cho chúng ta sự việc này là thật không phải giả. Vậy chúng ta phải tin. Huống hồ Ngài ấy là người thật thà, cả đời từ trước đến nay chưa từng lừa gạt ai. Từ trước đến nay chưa từng có một câu nói dối. Giữ được tốt giới luật, Ngài không có giới luật nhiều như vậy. Tam quy, ngũ giới, thập thiện. Tôi tin giới sa di luật nghi Ngài đều chưa từng học, nhưng giữ những điều này thì đầy đủ rồi. Trước khi thành lập Tịnh Tông Học Hội ở nước Mỹ, tôi viết một bài duyên khởi, đưa ra 5 điều cho đồng tu Tịnh Tông. Phật môn gọi là ngũ khoa, 5 khoa mục. Thứ nhất, tam phước. Tam phước là nguyên tắc, chỉ đạo tu hành tối cao của chúng ta, không thể không biết. Phước đầu tiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là phước đầu tiên. Phước đầu tiên là gốc, gốc rễ của gốc rễ. Vận dụng thế nào? 20-30 năm nay, chúng ta nói với mọi người một cách rất cụ thể. Hiếu thân tôn sư vận dụng ở trong đệ tử quy, từ tâm bớt sát vận dụng ở trong cảm ứng thiên, thái thượng cảm ứng thiên là của đạo gia. Câu cuối cùng là tu thập thiện nghiệp, kinh thập thiện nghiệp đạo. Tôi gọi đây là ba cội rễ.